Thì ở đây mình có một cái đợt hàng về nhỏ nhỏ mình cũng làm video chia sẻ các bạn ha. Ở đây các bạn, đây là cái team mình giới thiệu về bên mình nha. Bên mình là Phong Mista nè. Bên mình là Mother Ship Mỹ nha các bạn. Mother Ship Mỹ. Đây mình mới đăng luôn. Đó. Tay nghe này nó mới có mình mới đăng cái deal nè. Ở Việt Nam bán 2 triệu 2 mà mình nhận ở đâu có 600 rưỡi thôi. Rồi quần áo minimal. Rồi ở đây thì các bạn có cái gì? Có quần áo minimal nè. Quần áo minimal. Rồi các bạn có rất tập lát nha. Và cái dòng cuối cùng nè, cái đợt sale của nó là 5 đô, 8 đô. Thì cái này mình chưa có, mình là không có kịp luôn á. Cho nên mình làm hơi bị chậm. Rồi hai là các bạn có áo champion, các bạn có chất 70 đô này 1 triệu thôi nhé các bạn, 1 triệu là về Sài Gòn rồi nè, không có phát sinh gì thêm nữa. Một cái đôi chất 70 này 1 triệu thì giá rất là hiếm ha, full box ha, nè box biết của nó nè. Rồi cái đôi này là Air Force Manchester mình order stock ít ha, đây xem stock ít đây, khá là nhẹ, cầm khá là nhẹ các bạn, giống như mấy đôi Luna Lon á. Mà đế này mình nghĩ là đế Luna Lon nè, cái công nghệ Luna Lon á của Nike. Rồi cái đôi này là Air Force One với lại Jordan 1, nó kêu là cái dòng là Air Force One Chester á. Rồi các bạn có đây là Van Vau Old School, ở đây mình có size 38.5. Rồi ở đây mình có những các nhân vật là đôi về Doctor thì cá nhân mình thôi thì thật sự mình chưa bao giờ mình mang mấy cái thằng này hết ha, nhưng mà có một cái lượng khán giả của nó thì người ta cũng mang nhiều, cũng thích nhiều, mình cảm thấy khá là nặng ha. Ở đây mình đang có cái đôi ở này thì Doctor mình về cũng được mấy lần luôn rồi đó, chứ này phải đầu tiên thì đây mình cũng quay cho bạn xem thử ha, chỗ nó nặng nó va một đôi trung bình là tầm 1,5 kg tới 2 kg á, một đôi giày thôi đó, giá khá là thật sự luôn, cầm này là chọi được chắc bể đầu luôn. Rồi yeah. Rồi này ha, mấy cái đồ này thì tầm giá thì khá là cao các bạn, mấy cái đồ Doctor cái đợt này nha, toàn bộ đây là đều là trên 100 đô hết, có 140 đô, 150 đô, 180 đô ha. Nói như mấy cái đôi này thôi mà đã hơn 20 triệu hơn á. Tại vì cái này cái lượng, có cái lượng khán giả người ta thích cái này. Ây da. Đây là hai đôi giống nhau nè. Rồi. Chắc mình á chết trời quên nữa. Ở đây mình có một cái áo Supreme. Áo Supreme các bạn, cũng order stock ít nè. Trời quên nữa. Áo Supreme. Cái này mình, cái này nó cũng có giá siêu rồi luôn rồi, không có mở được nữa cho nên mình cũng thôi. Chắc mình dừng video ở đây, video ngắn thôi. Bây giờ sản phẩm nhìn nha. Thì sắp tới mình sẽ có một cái đợt rất là lớn minimal về. Thì hy vọng mình sẽ làm video chia sẻ các bạn được. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trân trọng.